Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với ARK. Yes sir. Và trong tập trước thì mình đã chế được những cái món đồ mặc trên người làm bằng tết rồi đúng không? Và bên cạnh đó có bắt được thêm con họ hàng xa với bờ te là Tabe. Đúng rồi, Tabe, và chế được yên tết cho nó rồi. Trong video clip lần này thì chắc là mình sẽ đi khám phá hang động. Trong hang động ấy, thường thường nó sẽ có cái bục cục mang tên là Blue Gram để chế cái cắn các bạn ạ. Cái này là yên của cái con chuột chủi ấy các bạn. Nói chung là nó có skill mà lăn lăn dưới đất. Hình như trước giờ mình chưa bắt con này thì phải. Hay là ngày hôm nay mình sẽ đi bắt con này đi. Bắt con này thì nó cần đến mật ong. Mật ong là phải đi vô chỗ mà có mấy cái cây mà cây cổ thụ ấy, mấy cây mà kiếm được pha được nhiều gỗ lắm, lấy mật ong ở chỗ đó. À đây, cái cắn đấy rồi, nó cần đến cái cục mang tên là Blue Gram, 25 cục là chúng ta có thể chế được cái cắn đấy các bạn đó. Nhưng mà thực ra là bây giờ mình có bộ đồ tết này rồi thì mình đéo cần đến cái đôi cắn này cho lắm, nó bị dư á, vì bộ đồ tết này nó có thể bay mà, với lại đáp đất thì cũng có đôi giày, nó không mất máu. Cắn này thì sử dụng cho bộ đồ sắt thôi. Đáng lẽ ra là cái lúc mới chơi là mình phải đi kiếm cái cục để mà chế cái cắn này từ đầu đi để đỡ chết xàm. Đây mẹ mình chết cho đã rồi giờ mới chịu đi kiếm. Ok, nói chung hôm nay mình sẽ vô hang tiện chắc là sẽ đi bắt con chuột đi. Con chuột nó cũng sẽ có trong hang. Ở bên rừng rậm chắc là cũng có chuột đấy. Và các bạn đang được xem về series ARK. Nếu như các bạn muốn mình tiếp tục làm về series này thì hãy like cho cái video, đăng ký đi. Nếu như các bạn chưa đăng ký, bật luôn chuông thông báo để không bỏ qua bất kỳ một cái video clip nào. Chết. Trước mắt thì chắc là mình sẽ đi qua bên khu rừng già. Khu rừng già nằm góc tay phải ở phía bên trên bản đồ là trước mặt mình đây này các bạn. Đó là khu rừng già. Mình sẽ kiếm được mật ong bên đó. Nhưng mà bên đó nó sẽ có những con thú dữ như Thylacotheo. Nó cứ me me ở trên gốc cây ấy, nó sẽ đánh mình rơi xuống. Mình có nên là mạo hiểm một chút là đi qua đó, nếu cần sự hỗ trợ con nào quét rồ mà mình tự sức mình đi qua đó không? Cởi con này thôi là được rồi đúng không? Bắn chiêu chiêu như thế này thì mặn vách tập tức mà. Mày chơi lớn nè, còn đéo ra mà quét rồ, căn bản là quét rồ bay chậm quá nên là mình cũng lười cởi á. Mày con này cũng có chậm khác đéo con quét rồ đâu, bay chậm vãi đái thì. Mình còn nâng speed cho nó ở đây. Nó vẫn chậm mà. Nhưng mà đẹp, đẹp không anh em? Đẹp không? Đẹp vãi cả lìn. Công uổng công này, tập trước đi bắt vai trưởng mà đã thế bắn một phát là được 300 đam. À quên cho các bạn xem, khi mà mình chuyển sang chế độ bắn ấy là ở cái đầu của con Chopel này nó hiện ra cái súng này các bạn thấy không? Cái súng hình con cu ấy. Đấy, thấy không? Thấy con cu không? Nhìn này vãi, tập trước quên không cho các bạn xem. Đây, trước mặt mình đây là khu rừng già đấy. Nó sẽ là những cái cây mà cái thân của nó màu nâu sẩm ấy các bạn. Nó không giống với mấy cây ngoài màn này. Mấy cây ngoài này thì nó nhìn nó hơi phèn phèn và nó hơi bị thiếu dinh dưỡng một chút. Còn mấy cây bên này nó rất là to. Mình phải để ý nhá. Trên cây nó sẽ có mấy con tên là Thila có thẻo. Nó sẽ me me mình bay đến sát cái cây đó và nó đáp mình rớt xuống đất. Nó đánh mình mất dạy lắm. Thề không có ông nhắm đi kiếm tổ âm mệt lắm các bạn ạ. Tôi bảo thật là cực kỳ mệt luôn. Ông nhắm viền á. Có cái loại ông nhắm viền á, mình có thể nhìn thấy được cái tổ âm cực kỳ dễ. Còn đây mình bắt buộc là phải nhìn bằng mắt thường, cho nên là cực kỳ khó để kiếm tổ ong. Mẹ chưa kể còn mấy con chim gây choáng này, nguy hiểm lắm. Nhìn trước con này đi. Cái này me me mình xong rồi đá mình rớt xuống chim không các bạn? Mất dạy á. Nói chung trong khu vực rừng già này rất là nguy hiểm luôn. Sơ sẩy cái là cút. Thề. Các bạn nghe tiếng con tắc kè kêu không? Kêu bố mình rằng là bắt con tắc kè ngâm rượu đi cho nó đỡ kêu. Kêu là tắc kè vào nhà là niềm may đấy. Ủa cái đéo đấy. Vai cả lìn bên này còn một cái tường thần nữa. Vai cả lìn. Quản lý trường thần. Gì vậy? À, con Thila có thèo mà mình nói này các bạn. Nó bình thường nó đứng ở trên cây mà ta. Sao giờ nó đi bộ này? Đi tản bộ à? Nhìn vui ấy. Combo mình kêu là tắc kè vào nhà là một điểm may đấy con à. Nhưng mà nó hôm nào nó cũng kêu. Trong clip toàn tiếng tắc kè kêu không, sợ thật. Ôi, con đéo gì đang bơi đấy. À chuột bay. Chuột bay này các bạn. Tại sao ở dưới này lại có mấy con chuột bay nhỉ? Mấy con chuột bay này là những con chuột mà vừa được update cách đây chắc cũng được vài tháng. Nói chung là nó mới ra mắt trong con game này thôi. À cái map này nó có sẵn chuột bay luôn à, hay đấy. Ui ký hiệu đéo gì đây? Sharingan. Sharingan vạn hoa đồng. Trên tường còn điêu khắc cái đéo gì nữa đây này. À ký hiệu Bluetooth. Đúng rồi, ký hiệu Bluetooth. Nên bật mẹ viền nó nhắm lên để đi kiếm không? Ủa má, kiếm như này rồi khi nào mới ra?
không biết là nó có trên mấy cái gốc cây nhỏ không. Mấy cái gốc cây nhỏ này thì mình đoán là nó sẽ không có. Vì mấy gốc cây nhỏ này là mình có thể farm để mà lấy gỗ. Mấy gốc cây to như thế này thì may ra mình có này, vì mình không phá được nó ấy. Thì khả năng là tổ ong nó sẽ có trên những cái gốc cây cổ thụ to. Đây có mấy con chuồn chuồn này. Người ta bảo chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì mưa, mà bay vừa cũng mưa này. Cái này đang bay thấp chắc là mưa đấy. Chuẩn bị trời mưa rồi. Cho beo này có một cái đặc tính, nó bám được vào cây như này này, bám lên cả đá, bám vào cả cây đấy, nó bám lên như thế này, nhìn rất ngu. Không biết là bám vào hồi stamina, có sắp hồi stamina luôn. Thằng bạn gấu căng đấy, mình làm bạn nhá, mình đéo đánh nhau nhá, mình đang đi kiếm tổ ong. Có khi con gấu này ăn hết mẹ rồi của mình. Các bạn cũng biết là gấu nó thích ăn mật ong mà đúng không? Và mình nghĩ đây là hung thủ đấy. Chết mẹ đi. Cút. Và mình bật cái viên của cái ống nhắm lên nha các bạn, để đi kiếm cho nó dễ. Tác dụng của ống nhắm này thì giúp mình có thể nhìn được những con thú xung quanh, cũng như là tổ ong nó sẽ hiển viền ra như cái con Cybertus phía đằng đây. Nó sẽ hiển viền lên như thế. Thế tôi bật ống nhắm lên, tôi cũng đéo thấy cái tổ ong nào. Thế mà tôi đòi kiếm đéo cần ống nhắm. Tôi bật ống nhắm lên, tôi cũng đéo thấy cái gì cơ. Mà tôi không bật lên mà tôi đòi đi kiếm ạ. Tôi sợ tôi thật đây. Đéo thấy một cái tổ ong nào luôn. Này là đéo có luôn chứ không phải là không thấy. Vì có cái ống nhắm này rồi, có viền lên rồi. Nếu như mà có thì chắc chắn là mình sẽ thấy. Đây nó không có luôn ấy. Ui, đây có quả bức tường con nào rái cá này các bạn. Con rái cá này là rái cá chúa. Quan có thêm mấy con rái cá con nữa. Và này chúng nó thở rái cá. Nhìn cu teo vãi. Quả trứng trên đấy có lượng được không ta? Cho xin này, cho xin quả trứng vàng ấy. Đéo cho. Trên tay nó có cầm một cục vàng này các bạn. Quả trứng một bằng vàng. Vàng 4 số 9. Mắt của nó cũng là bằng vàng luôn. Bắn nó xem có bể không. Trôn vàng đi. Đéo bể. Ngoài này có thú xương à. Chết mấy con xương này, nó sẽ có cái tấm keratin cùng với đó là một đống có T-Rex xương alpha. Ngoài thú xương ngoài này hết rồi hay sao ấy. Lique Indominus. Khủng long tàng hình kìa các bạn. Các bạn thấy không? Đây. Ui mẹ nó là alpha luôn hay sao? À không, nó là hàng thường thôi. Cái con tàng hình mà các bạn có thể nhìn thấy cái cục màu trắng trắng đấy, nó hết tàng hình rồi kìa. Con này 140.000 máu, 46.000 combo. Con này bình thường ấy, cái súng của mình bắn 300 đam đúng không? Thì con này cắn nó trong trạng thái tàng hình, nó cắn nó rơi đâu đó tầm khoảng gần 100.000 đam. Nếu như mà không chơi bản mod đồ kiểu mod thú xương đồ bình thường như này thôi ấy, thì nó chính xác là cái con mà đam mạnh nhất mình có thể bắt được. Có tàng hình đây này các bạn. Tàng hình đây này. Con đó là quái vật đấy các bạn. Ngơ bay thú thấp tí, nó táp một phát con mình đang cười nó cút luôn. Nếu nó nhiều mẹ, đoạn này mà có tổ ong chắc mình cũng khóc thét. Mẹ khóc tiếng chó luôn á. Mình quay lại bên kia mà đoạn này có tổ ong bắt buộc phải xuống lấy thì khóc tiếng chó luôn á. Không có các bạn ơi, chịu về thôi. Nhớ thấy cái tổ ong nào hết. Ok, việc trước tiên cần làm thì mình bây giờ cần lấy một ít thịt. Con chuột mình cũng không biết là nó tên bằng loại thịt gì. Nếu như mà nó ăn thịt thì chắc chắn là chỉ có một loại thịt thôi, đó là thịt đôi, thịt thường và thịt đùi. Ba loại thịt, thịt chín cũng được nhưng mà thịt chín nó ăn sẽ lâu về phe mình hơn là thịt sống. Nhưng mà thịt đôi này là một loại thịt mà giúp thú dậy nhanh nhất trong tất cả các loại thịt. Nói thịt thôi nhá, kibble nó sẽ dậy nhanh hơn nữa. Kibble cần trồng cây rồi nhiều cái lắm. Mình hơi lười cho nên là mình thôi, kể mẹ đi. Ở gần chỗ mình nó có một cái hang. Bởi mình có đá ngang qua thì mình thấy bên trong nó có Blue Gram. Mình chỉ vô thấy có Blue Gram xong rồi mình đi ra luôn. Mình đéo khám phá. Để bữa sau mình làm clip rồi mình vô xem luôn á. Hình như là có con chuột luôn đấy. Cả đây cái hang nó phát sáng bên này này. Chín nó. Đúng mẹ rồi. Ui. Anh em thấy quả hang to vãi cả đài không? Mẹ phượng hoàng lửa. Phát cả linh. Trong này lại có phượng hoàng lửa là sao? Đây bao nhiêu đây? 11.000 máu. Motherfuck. Một viên 300 đam, 10 viên là 3.000 đam. Thì mình sẽ bắn đâu đó tầm khoảng 40 viên thì nó mới chết. Đó là cuộc chiến đéo có hồi kết giữa ta beo cùng với phụ hoàng lửa. Chết mẹ em đi, đéo chín viên nào, ố gì. Thật là tuyệt vời khi mình chào nhau. Hello, đéo chín viên nào.
mẹ bắn một viên có 110 mấy đam. Dẹp đi. Đéo chơi. Nó có 1400 turbo thôi á. Nó xỉu nó luôn đâu con em. Hai viên thôi là nó xỉu rồi. Mẹ đam có 18 rồi á. 130 mà đam 18 á. Lỏ ác. Ui giời quá chuẩn đấy tôi. Đéo được rồi. Bay lên. Thế má cái đốt đam của nó đau thế. Má cả lìn à. Má 1.300 turbo rồi. Cay vãi. Thật là tuyệt vời. Khi mình tào nào. Hến nô. Ok à. Mẹ Nam chuyện xạ thôi Nam. Chết mẹ. Ok à. Vô lý. À anh em nghe tiếng bụp một phát không? Dính ra đây nhưng mà đéo có turbo. Ok 3 turbo. Đấy anh em nghe tiếng sụp một phát không? Máu tóe lên luôn. Chết mẹ nhà mày đi. Con lợn này, con tó lợn này. Chết mẹ mày đi con tó lợn này. Ăn đi con tó lợn. Sau phát đó thôi có vẻ như nó sẽ về với mình luôn. À chưa. Cho ăn thêm một bình nữa. Ok, mình vừa tên được con Phụ Hoàng Lửa. Sao ngoài tự nhiên nó level 130 mình bắt về mà nó không lên được một miếng level nào là sao nhở? Không đúng, nó đang không đúng này. Đáng lẽ ra nó phải lên level và nó sẽ được tăng chỉ số. Chứ đam của nó 11 vẫn giữ nguyên là 11 là sao bác? Mẹ còn chìm ngủ mày. Có nên bắn chết mẹ đi không anh em? Thôi, bắt tạ nó về đi. Ai là đi ngược đại động vật như thế bao giờ? À đây này, Blue Gram này các bạn. Cái máy mà mình nói là dùng để chế Elemon là cái máy này đây các bạn ơi. Máy màu xanh lá cây này đây. Mình có thể chế Elemon trong cái máy này. Đây. À, nó cần đến Blue Gram. Cục Elemon Oregon như này là phải kiếm vào trong hang độc Green Dream, Red Dream. Cùng với đó là cái cây phát sáng. Cây phát sáng này là mình phải bắt mấy con thú mà phát sáng để nó chiết ra nguồn năng lượng làm cây phát sáng. Nói chung là chế rất là đau đầu luôn. Mình đào của Blue Gram ra. À mình đã xài đồ Tết mà thề mình bị ám ảnh đồ sắt quá. Đấy chuột đây này. Bởi mình vào thấy cục Blue Gram ngay đó con chuột đây này. Mà đây vừa 50 rồi. Để con nào cao hơn à. À đấy một bầy đây này. Ui ga lửa. Chuột 20 rồi. Đài. U 350 đây này các bạn ơi. À nó ăn trái cây hả? Nó ăn quả tím hả? Con mẹ nó ăn 31 quả luôn á. Mày đùa tao. Đấy anh em hiểu lý do vì sao mình đi kiếm mật ong chưa? Đéo kiếm mật ong bắt con nó mệt lắm. Cho ăn 31 lần lận mà. À đút một hồi. Đút xong rồi chờ một hồi. Xong rồi đút tiếp. Một hồi sau lại cho ăn này, kiểu rắc rồi. Đem theo tầm khoảng này 31 quả. Đem theo tầm khoảng 1000 quả thôi là mày cho nó ăn trễ mẹ mồm rồi. Ok mình nhét quả vào thân số 0 nha. Mấy con thú mà bắt được bằng cách passive này thì chúng ta cần bỏ thức ăn vào ô số 0. Ui dragon. Dragon mini này các bạn. Con là xe két. Con này đéo bắt được. Not tem. Dragon ấy nó là rồng á. Rồng mini. Nhìn đẹp lắm. Vì mình biết nó đẹp nên là mình sẽ đéo cho các bạn xem nhé. Đây này con rồng mà mình nói các bạn đây này. Nó đó. Rồng mini á. Đẹp không? Đẹp vãi cả trưởng luôn. Ok đêm thú thôi. Đớp con 350 này trước đây. Hình như là mình phải vứt ra cho nó rồi các bạn ạ. Mình phải vứt ra nơi mồm nó rồi các bạn ạ. Không phải là đút đít, đút vào đít nó đâu. Nó không có cái nút E để mà đút vào đít. Hay là lúc nó chui xuống như thế này mình mới E được nhỉ. Đéo phải luôn. Đéo phải luôn. À đây. À đéo phải. Đây là pick up mấy cái cục ấy lên rồi. Đéo phải. Nó phải vứt ra được. Mà mấy cái quả này mình, khi mà mình vứt ra thì nó sẽ thành cái giống như là cái cục. Cục bưu vật phẩm ấy. Thế thì không phải. Mật ong hồi trước mình vứt ra là nguyên cái cục mật ong luôn. Nguyên cái lọ mật ong. Ê. Thế nếu như mình muốn tên bằng quả thì phải làm như nào vậy? Thì sao trên bảng tên của nó có cái quả này các bạn thấy không? Nó có quả trắng, quả vàng, quả xanh, quả đỏ và quả tím. Thêm cả giống tây. Cùng với đó là
lò mật ong. Phải đi kiếm tổ mật ong rồi các bạn. Đéo được. Ok, kiếm tổ mật ong, kiếm tổ mật ong. Sao ở đây lại có cái công trình của mình đang craft đây nhỉ? À, cái chỗ này là cái chỗ vừa đi bắt con chom peo. Mình tháo ra, mình chưa tháo hết ạ. Cái đéo, cái tổ ong này. Nhưng mà sao tổ ong nó lại như này nhở? Đúng không? Này là tổ ong này. Đúng mẹ rồi. Đéo e được, e quýt cái gì? Nó kêu là hit, hit có nghĩa là phải đập nó ra. À ừ, đập nó ra được tổ ong này, ui được nhiều vãi cả lìn đấy em ạ, 90 tổ luôn. Ui thế gì mẹ đi trộm tổ ong làm cái đéo gì. Ui sao nhưng mà map này nó kiếm tổ ong như này, trước giờ mình mới biết, đây là lần đầu tiên mình biết luôn đấy. Ui đây là này, nhiều thế. Đéo có bên thường già nó nằm ở mẹ cái khu mà bữa mình đi bắt con chóp peo này. Ờ thế mình đi kiếm tổ ong làm cái cướp gì thế. Chắc là cái map này nó đéo có tổ ong rồi các bạn. Nó chỉ có những cái quặng như này thôi, đéo có tổ ong. Mẹ mày làm tốn cả tiếng đồng hồ đi kiếm tổ ong à. Sợ thật đấy. Mà nó cũng đéo có viền luôn, mình đang bật viền này. Nó cũng đéo có viền luôn. Từ ban con mắt ra mình nhìn. Thôi mẹ ăn từng này mật ong thì ui dồi. Bắt tầm khoảng mẹ 2000 con cũng. 2 lọ là bắt được con mẹ rồi, đây đang có 200 lọ. Mấy con à, chuột này nó đéo có hàng Tết các bạn, nó chỉ có hàng thường này thôi. Rốc đắc này các bạn ơi. Sao trong hang này lại có rốc đắc nhá? Có 8 turbo sau này mình đéo thấy, bây giờ lại thấy nó tăng hình bên đây này. Hay nha, hay nha. Bữa sau mình đi bắt rốc đắc thì chỉ vào đây mà bắt thôi. Con này có level 25 mà. Mình nên cho nó quy tiên. Ui mẹ, đây là hang rốc đắc thì có trứng rốc đắc chứ nhở? Có rốc đắc ở đây thì có trứng rốc đắc chứ đúng không? Con này con được level 350 này. Đấy, nó ăn rồi nè. Nó được có 13% nữa. Vai, thế là nó bịp rồi. Nó phải cho ăn 7-8-9 lần gì đó nó mới về phe mình được. Một lần có 13%. Thế mà trên cái bảng ghi chỉ cần 2 lần. Mẹ mày, cái bảng bịp này. Lần thứ 2 nó ăn này. Ok. À, mình có thể ném spam cho nó 2-3 phát một lần không nhở? Được không ta? Để phát tiếp theo thử mình ném 2 phát xem được không nhá. Con này chạy lại đòi ăn hay cái đéo gì. Chùi mẹ mày xuống đi. Nhân. Đây. Đây. À, nó chỉ ăn một lần nữa các bạn ạ. À. Đéo đớp 2 lần. À con cái bên kia không gần đây nhở. Kiểu giống như là mình cho con này ăn xong chạy qua kia cho con bên kia ăn luôn đấy. Nó sẽ tiết kiệm được thời gian. Sao nó có cái cục lửa lửa gì đấy ta? Free Fire à? Mẹ mẹ, hai chúng mày là hai con đực đấy, chúng mày hôn nhau à? Mặt mẹ xuống đi để tao cho chúng mày ăn không? À, mấy con ong này nó cũng ăn trộm cái mật ong của mình à? Vãi cả lìn. Hỏi sao nãy giờ cứ thấy mấy cái mật ong mình quăng dư ra đâu? Ra mấy cái con ong nó chạy lại nó lụm mà mất dạy vãi. Đến lúc mày phải chết rồi con. Cút. Ok chưa? Cút. Đấy rồi. Bắt cuối cùng. Ok. Rồi mày làm cái đéo gì ở dưới đất đi. Chùi mẹ mày lên đi con nào. 495 69 đam 72 chạy 12.000 máu. Được của nó đấy. Rồi mày nằm dưới đây thì bố mày thu. À đây thu được. 1 cháo. Qua kia bắt con cái nữa là xong. Chuột loại này là chuột đúng không? Chuột thì chắc chắn là nó để con nữa. Mẹ ấy, chuột để trứng hay để con? Chuột để con. Nó là động vật có vú mà đúng không? Chuột là để con. 1 này. Ui con này nhìn cu teo vậy. Ở lần trước server trước mình có từng bắt con này rồi. Nó ăn đến cái loại nấm này. Cái nấm này phải đi hang mới có. Thực ra là mình cũng đang đứng trong hang đây. Nhưng mà hang này đều có nấm. Mình đang bị đéo hiểu. Cho con này ăn. Rồi. Sao? Thu nó về và chế tạo yên. Này đừng im, đừng im, đừng im, đừng im. Đi đâu đây? Quấn bỏ mẹ ăn giờ.
À, để yên. À, nhăn không? Máy tết có khác. Bấm cái xong luôn. Chị Hà Mon, tớ chọn câu. Mặt con này giống chị Hà Mon vãi đái nha. Mình sẽ đặt nó là chị Hà Mon nhá. Lúc cô chị Hà Mon. Ok. À, cho chúng nó ra phối cái luôn thử coi nhở. Xem là cái thời gian đẻ của nó là bao lâu. Đấy, chúng nó bắt đầu phịch nhau này. Con nào chỉ số ngon hơn ta? Con này 69 đam, 72 chạy. Con này 85 đam, 67 chạy. Ai à, con này được cái đam to. Nhưng mà tốc chạy thì không bằng con bên này. Mình nên lấy đam to hay là lấy tốc chạy? Ôi, sức chứa con này có 55 mà con này 76 lận anh em. Stamina là 63, con này 79 là lấy con cái đi. Cho chúng nó giao phối xong đi cái nào. Đây, nó sắp giao phối xong rồi. 98%, 99. Nó sẽ vào trạng thái mang thai. 8 phút sau nó sẽ đẻ. Mình cứ gắn cái yên vào cho người nó đi cái nào. Đây là khái quát tổng thể sau khi mà mình gắn cái yên lên. Con này chở có thể tối đa lên đến 3 người nha các bạn nhá. Các bạn chỉ thấy trên lưng nó có 3 cái yên lận. À, 3 cái ghế lận. Ngồi trên người nó không biết là nó có đẻ không nhỉ. 7 phút 51, nhớ nha anh em nha, 7 phút 51. Mình ngồi trên người nó, mình di chuyển. Không, mình nhảy cho con nào. 7 phút 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31. Ờ, à, đúng, nó vẫn đẻ. À, thế ok, dắt con này đi chơi. Con này có cái skill là khi anh em đè chuột phải, nó sẽ vào trạng thái lăn như thế này. Đấy. Nó sẽ lăn dạng dạng như thế này. Góc nhìn ca lên cho các bạn xem cho nó gì. Mẹ mày nó lăn như thế này thì thấy cái đéo gì trời. Alo. Sao mà thấy được cái đéo gì? Có thấy cái đéo gì đâu. Đéo thấy cái đéo gì cả. Nhưng mà lăn phê không anh em thấy lăn không? Lăn nhăn vậy. Nhưng mà mổ tội cái lúc lăn không nhìn thấy gì hết. Từ từ. Mình nhớ hồi trước là lăn vẫn nhìn được mà ta. Đây. Ồ, oh, va vào tường nó sẽ mất trạng thái lăn. Về con chó này cắn đít mình rồi chứ. Con mẹ chúng mày. Con mẹ chúng mày. Lão. 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 Cái skill lăn của con này nếu như mà chúng nó là sẽ có đam đấy. Đấy. Ui mẹ hẳn 3 đam luôn. Vai cả lìn 3 đam, 7 đam. Mẹ đam to ác. Đam to ác anh em ơi. Có đam thật đây nhưng mà to ác. Đây à, cho các bạn xem. Đây là khi chúng ta lăn. Ui. Được không? Uy tín không? Mẹ con này khó điều khiển quá. Nó kiểu bị tù kiểu đéo gì ấy. Cua cực kỳ khó. Lăn đéo theo ý của mình được. Mẹ con hay bị kẹt đấy chứ. Con này bắt chắc là chỉ có làm bộ sưu tập thôi chứ còn về khả năng sử dụng của nó thì chắc là không được cao. Đéo cua được. Tụi nên vứt mẹ con của này không. Cũng biết bao nhiêu thời gian đi kiếm mật ong. Cũng biết bao nhiêu thời gian ngồi vứt mật ong. Bắt con này mất đó phải 2 tiếng đồng hồ đấy các ông. Ồ, nó đẻ. Con mẹ nó ỉa thì có ấy. Ê, nó đẻ này. Chút con này các bạn. Nhìn nó cũng đéo khác gì chuột lớn nhở. Nó cũng dạng như thế thôi. Nhưng mà nhìn nó kinh quá. Nhìn cái da nó cứ nhăn này. Nhìn dị hợm vách trưởng. Thời gian là chị Hà Mon 35 đam. Ngon. Nó hưởng sức đam của con này. Sức chứa được hưởng từ con này. Tốc chạy thì vẫn là của con này. Nói chung là nó được thêm cái sức chứa của con này ngon này các bạn. Nhưng mà con này đéo có khả năng sử dụng cao cho nên là cụp. Ồ, chưa chết à? Viên đéo chết à? Để giết nó đâu, tội nghiệp đó. Ok, chắc là video clip mình hôm nay đến đây thôi nhá. Bắt con này hôm nay mất thời gian quá. Và các bạn đang xem về series Arca, các bạn muốn mình tiếp tục làm về series này thì hãy like cho cái video, đăng ký đi nếu như các bạn chưa đăng ký, bật luôn chuông thông báo để không bỏ qua bất kỳ video clip nào. Bye. Bye.